đạo của chính phủ liên quan đến căn cước công dân, bỏ sổ hộ khẩu, Canberra, pháp luật online, chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh triển khai các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân để phục vụ triển khai quy định của luật cư trú 2020. Ngày 6 tháng 12, chính phủ đã ban hành nghị quyết 156 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022. Theo đó, liên quan đến các giải pháp phục vụ triển khai quy định của luật cư trú 2020 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ bảo đảm thực hiện quy định trên, trong đó đẩy mạnh triển khai các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch, các giải pháp thay thế sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Ngoài ra, chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh thành hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 121/NQ-CP ngày 11 tháng 9, nghị quyết 131/NQ-CP ngày 6 tháng 10, cụ thể khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung thay thế thông tư thuộc thẩm quyền ban hành có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính để phù hợp với quy định của luật cư trú năm 2020, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân thay thế sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, triển khai đồng bộ giải pháp hoàn thành hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về dân cư theo quy định tại thông tư 46/2022 của Bộ Công an. Ngoài ra, cần khẩn trương số hóa dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bảo mật thông tin trước khi kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu với hàng loạt thủ tục. Mới đây, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc 19 nghị định có liên quan đến sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Các nghị định này chủ yếu liên quan đến chính sách về giáo dục, trợ giúp xã hội, hỗ trợ tạo việc làm, mua điện, nhà ở, thuế, đất đai. Theo đó, trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính sẽ bỏ quy định phải có sổ hộ khẩu, ví dụ về diện biển, giảm học phí theo nghị định 81/2021. Tới đây, khi làm hồ sơ đề nghị, người dân không cần cung cấp sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú, thay vào đó chỉ cần cung cấp giấy khai sinh hoặc CCCD, CMDD, hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tương tự, khi thực hiện các thủ tục về hộ tịch theo nghị định 123/2015, tới đây, người yêu cầu đăng ký hộ tịch khai sinh, kết hôn, khai tử sẽ không còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú, bao gồm sổ hộ khẩu. Thay vào đó, chỉ cần dùng căn